Chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Video này mình hướng dẫn các bạn cách cài TWRP cho những cái dòng máy Android các bạn nhé. Bất kể dòng máy nào mà có TWRP và có chế độ phát boot mặc định của Android là đều dùng được. Đều cài được TWRP các bạn nhé. Mỗi máy lại có một file TWRP khác nhau. Cái này file TWRP thì các bạn phải tra ở trên mạng. Đây ví dụ như cái máy của mình K20, đây là K20 các bạn nhé, K20. K20 thì mình đã tải được cái file TWRP về đây rồi. Với Xiaomi thì rất là dễ bởi vì Xiaomi có cộng đồng hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng với cái hãng các hãng khác thì sẽ hỗ trợ ít hơn một tí. Thì các bạn phải tìm file TWRP tương ứng với máy và tương ứng với phiên bản Android đang chạy trên máy nhé, thì các bạn mới cài được. Có TWRP thì các bạn có thể up zoom, có thể rốt máy hoặc là có thể tùy chỉnh một số thứ qua TWRP rất là dễ dàng các bạn nhé. Thì video này mình hướng dẫn các bạn cách cài TWRP thì cài rất là đơn giản thôi. Các bạn có máy tính thì các bạn cũng làm được, mà không có máy tính thì cũng làm được nhé. Không có máy tính thì mình cũng có video ở dưới phần mô tả hướng dẫn các bạn nhé. Cái cách này các bạn phải unlock bootloader điện thoại của các bạn nhé. Unlock bootloader. Ở chỗ tùy chọn nhà phát triển thì phải bật gỡ lỗi USB lên. Đây, gỡ lỗi USB này bật lên này. Mở khóa OEM phải bật lên này. Khóa OEM mở lên này. Rồi, và unlock bootloader nhé. Mỗi điện thoại Android có một cách unlock bootloader khác nhau. Các bạn phải tự tìm hiểu trên mạng. Máy mình đã unlock rồi. Máy mình đã unlock rồi nhé. Đây, cái chỗ cấu hình USB thì để là truyền tệp đi. Đấy, là máy mình đã unlock bootloader rồi. Thì bây giờ mình tiến hành cài TWRP. Đầu tiên các bạn hãy vào chế độ phát boot, cắm cáp kết nối vào. Đây mình đã cắm cáp rồi. Cáp kết nối điện thoại với PC này. Rồi vào chế độ phát boot này. Giữ nguồn và giảm âm lượng cùng lúc. Khi nào logo hiện lên thì bỏ tay ra. Hầu hết mọi dòng máy Android đều vào phát boot bằng cách này. Phát boot như này. Đây là chế độ phát boot mặc định của Android. Thường thường nó sẽ chỉ có một chữ phát boot này thôi. Nói chung là vào chế độ phát boot này thì các bạn nhận biết bằng cách là nó có chữ phát boot nhé. Phát boot như này nhé. Là các bạn đã vào được chế độ phát boot. Sau đó các bạn cắm cáp vào. Đây, rút cáp ra cắm lại cho nó nhận. Cho nó nhận. Sau đó để cài TWRP thì rất là đơn giản thôi. Các bạn cài driver cho PC để PC nhận điện thoại. Cài driver xong thì các bạn tải mini ADB Fastboot này về. Các bạn mở lên và chạy lệnh nhé. Thì đây mình có một cái bảng lệnh. Bảng lệnh như này. Đấy. Thường thường là câu lệnh mặc định là nó như là như này. Câu lệnh mà lệnh này nhé, với mỗi dòng chip nó đặc biệt hơn một tí thì câu lệnh nó hơi khác hơn một tí. Đấy. Khác hơn một tí nhé. Thì các bạn chỉ việc gõ lệnh với máy của mình ấy, chip 730 thì dòng lệnh này, rồi các bạn kéo cái file TWRP vào, các bạn nhấn Enter. Các bạn nhấn Enter nhé, cứ chờ tí cho nó chạy. Nhấn Enter, chờ tí nó chạy. Đấy. Đấy, nó sẽ thành công rồi. Như này là xong rồi các bạn nhé. Như này là xong rồi. Rất là đơn giản thôi. Cái TWRP rất là đơn giản. Như này là xong rồi nhé. Bây giờ việc cần làm là các bạn vào thủ công ở trên máy. Các bạn không cần dùng đến máy tính nhé. Ở trên trên điện thoại vào thủ công TWRP bằng cách rút nút nguồn với tăng âm lượng của một lúc.
giữ cùng một lúc, bao giờ logo hiện lên thì bỏ tay ra, nút nguồn với nút tăng âm lượng nhé. Đấy, logo hiện lên này, giữ thêm một lúc nữa cũng được. Đây, nó đã vào tvcatjp này, đã vào tvcatjp nhé. Đây là tvcatjp vào rồi nhé, bây giờ click vào mở lên. Đấy, rất là đơn giản thôi, vào nhé. À, nếu mà bạn nào bị mã hóa bộ nhớ thì cần phải khôi phục cả đặt gốc, cần phải vào chỗ VPN này, format data này thì mới không bị nhé. Thường thường là các bạn sẽ đặt mật khẩu màn hình khóa trước, đặt mật khẩu màn hình khóa trước, sau đó vào tvcatjp, nó hỏi mật khẩu màn hình khóa thì các bạn nhập vào là được. Thì đây là giao diện của tvcatjp. Đấy, rất là đơn giản thôi các bạn. Với vài phút đơn giản mình đã hướng dẫn các bạn cách cài tvcatjp cho Android các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.